quý cô chú anh chị, Ngọc Khánh xin kính mời quý cô chú anh chị cùng tìm hiểu nội dung hôm nay trên kênh Việt Vision. Mưu đồ đằng sau RFA điên cuồng lưu loa chạy tội cho những kẻ khủng bố Equinjet. Kể từ khi xảy ra vụ khủng bố ở Đắk Lắk và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì RFA là một trong số cơ quan truyền thông nước ngoài tích cực khóc lóc chạy tội tích cực nhất. Ngay sau phiên tòa, RFA đã dẫn lời của Alu Imin, một đối tượng Phunro lưu vong đang định cư tại Thái Lan, cho rằng vụ xả súng theo tôi không phải là vụ khủng bố, mà đây là tức nước vỡ bờ, không chịu nổi sự áp bức và rêu rao bằng những người thực hiện vụ xả súng ở Kukuin, hành động rất công khai và không có dấu hiệu của hành động khủng bố. Đúng là một sự ngụy biện tráo trở, trơ trẽn. Từ đó, bất cứ cá nhân tổ chức nào chỉ cần có động thái bao biện cho những kẻ khủng bố, nào là các chuyên gia Liên Hiệp Quốc chất vấn Việt Nam về phiên tòa xử 100 người thường, theo kiểu nhân danh chuyên gia Liên Hiệp Quốc để cả vú lấp miệng em, hoài nghi bản chất vụ án, làm cái cớ phủ nhận mọi hành vi khủng bố mang rợ và đổ lỗi vô lối cho đảng nhà nước Việt Nam là đàn áp người thường. Giữ và giam giữ tùy tiện thiếu bằng chứng đối với những người thượng ngay sau vụ tấn công hồi tháng 6 năm 2023 như vậy. Mới đây khi cảnh sát Thái Lan bắt giữ Equinjet và mở phiên tòa về dân độ Việt Nam, thì RFA dành hàng chục bài chạy tội không thể trắng trợn hơn cho kẻ này. Nào là chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi Thái Lan không trục xuất người thượng tị nạn về Việt Nam. Viên cảnh sát Thái bắt giữ Equinjet khẳng định trước tòa không có lựa chọn nào khác. Báo cáo viên đặc biệt Liên Hợp Quốc gửi đơn đến tòa án Thái Lan liên quan đến vụ xử ông Equinjet. Equinjet nếu bị trục xuất, tôi chắc chắn sẽ chết. Còn nhớ sự mang rợ của những kẻ khủng bố trong vụ án đó qua lời khai của chính họ. Nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn là sự chỉ đạo của những kẻ cầm đầu cho các đối tượng khủng bố trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó có Equinjet, các hung khí, dao, bom xăng, thậm chí là súng và lựu đạn được các đối tượng đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước và trực tiếp sử dụng để thực hiện hành vi giết người, đập phá, ném bom xăng vào các phòng trong trụ sở. Rất nhiều loại giấy tờ lưu trữ quan trọng tại Ủy ban Nhân dân xã bị đốt, những thi thể không còn nguyên vẹn của cán bộ, công an xã và cả những người dân là hiện trường lạnh người mà chúng để lại đã nói lên sự vô nhân tính của nhóm khủng bố, đặc biệt là những đối tượng cầm đầu. Nguy hiểm nhất chính là những kẻ tuyển lựa, lôi kéo, giật dây cho những đối tượng thực hiện hành vi khủng bố đó. Theo lời khai của các đối tượng phạm tội, họ đã bị lôi kéo, dụ dỗ và hứa hẹn sẽ được cho tiền và tài sản sau khi thực hiện hành vi. Cùng với đó, chúng đã nhận tiền do các tổ chức ở nước ngoài chuyển về, vận động các đối tượng tham gia tổ chức lính Dega góp tiền mua vũ khí để tấn công khủng bố. Thậm chí, chúng đã lên kế hoạch đột nhập 2 lần vào một doanh trại quân đội để cướp vũ khí nhằm trang bị cho các đối tượng tự xưng là lính Dega tấn công vào trụ sở cơ quan chính quyền, nhưng lo sợ bị phát hiện nên đã rút lui. Thái độ ăn năn hối hận của các bị cáo là đối tượng cầm đầu về hành vi của mình tại phiên tòa xét xử công khai là Isonie Hwan Eban, Isonie Itho Azun, Itimnie Ichunie. Tất cả các bị cáo sự đồng tình với cáo trạng mà Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk công bố là đúng người, đúng tội. Một số đối tượng do nhận thức pháp luật còn hạn chế đã bị Imut Melo cầm đầu nhóm hỗ trợ người thượng ở Mỹ, Equinjet thuộc tổ chức người thượng vì công lý ở Thái Lan, lợi dụng, dụ dỗ, lôi kéo, đe dọa, ép buộc thành lập tổ chức khủng bố lính Dega thực hiện các hoạt động tấn công khủng bố tại hai xã Ea Tiêu, Ea Cơ Tu, huyện Kukuin ngày 11 tháng 6 năm 2023. Điều đó đã vạch trần mưu đồ xuyên tạc của RFA cùng những kẻ cơ hội chính trị phản động để đổi trắng thay đen, lấp liếm cho cái cớ rằng hành động phản kháng của người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành bị áp bức về đức tin. Người Kinh áp bức người thường hay các đối tượng bị bắt giữ đa số là người vô tội. Chính quyền nghi ai, ghét ai thì họ đều bắt hết. Và là minh chứng rõ ràng nhất cho hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân của bè lũ phản động, chứ không hề có sự chèn ép nào của chính quyền dẫn đến người dân tộc thiểu số phản kháng như những gì chúng đã bịa đặt. Hành xử của RFA là minh chứng cho thấy nó đang nỗ lực tẩy trắng hành vi khủng bố và kích động, thường xuyên xuyên tạc chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam, bản chất là đang tiếp tục cổ suý, kích động cho những hành động khủng bố. Nó phản ánh âm mưu cơ bản, lâu dài của các đối tượng chống đối trong và ngoài nước đối với vùng đất Tây Nguyên là xuyên tạc, vu cáo Việt Nam đang áp quyền của dân tộc thiểu số.
tuyên truyền, lôi kéo, kích động đồng bào các dân tộc đòi ly khai, tự trị, thành lập cái gọi là nhà nước Dega, tách Tây Nguyên ra khỏi đại gia đình các dân tộc và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, biến địa bàn Tây Nguyên thành khu vực mất ổn định, vùng tự trị, tiến tới thành lập nhà nước độc lập. Đồng thời tạo ngôi nổ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở những khu vực khác hình thành điểm nóng xung đột, gây mất ổn định chính trị, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ mưu đồ hình thành các điểm nóng trong nước, các đối tượng kêu gọi sự can thiệp bên ngoài vào tình hình nội bộ của Việt Nam và làm suy giảm uy tín của Việt Nam với quốc tế. Đó cũng là những lý do, hay nói đúng hơn là mục đích của những chiêu trò mà RFA cùng đám cộng tác viên, những kẻ chuyên hành nghề chọc ngoái, tung tin xuyên tạc, công kích đội trắng hay đen, cổ suý tội phạm, khủng bố nhằm chống phá chính quyền nhân dân và nhà nước Việt Nam. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, mỗi người dân Việt chúng ta cần phải luôn đề cao cảnh giác, cần phải quyết liệt lên tiếng phản đối, vạch mặt các thế lực hậu thuẫn kiểu như RFA. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung ngày hôm nay. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong phần tin tiếp theo.